Từ nguồn tin báo của người dân, tại tiểu khu 821 thuộc thôn Sông Chò, xã Cư Sang, có một bãi tập kết gỗ lậu với số lượng lớn. Ngay sau đó, công an huyện Em Rắc đã cử một tổ công tác nhanh chóng vào hiện trường để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác phát hiện có 26 hộp gỗ thuộc nhóm 5 được cưa xẻ vuông vắn với tổng khối lượng trên 22 mét khối. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Em Rắc khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Đến nay, Công an huyện Em Rắc đã xác định được số gỗ trên được khai thác tại tiểu khu rừng 824 do Ủy ban Nhân dân xã Cư Sang quản lý. Tại đây, thì các đối tượng lâm tặc ngang nhiên mở những con đường lớn như thế này để vào khai thác gỗ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 30 cây bứa và sến mũ, hàng trăm năm tuổi, có đường kính từ 70cm đến 1m bị lâm tặc triệt hạ không thương tiếc. Tất cả dấu vết đã lại hiện trường còn rất mới. Nhiều hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn như thế này nhưng lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Công an huyện Marak, tỉnh Đắk Lắk phát hiện một vụ phá rừng rất nghiêm trọng thuộc tiểu khu 824 thuộc địa bàn thôn Sông Trò, xã Chư San, huyện Marak. Đây là vùng giáp danh với huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, và cái địa hình ở đây thì tương đối là hiểm trở. Do cái địa hình hiểm trở cho nên là cái việc kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng cũng có hạn chế, cho nên đó là cái điều kiện để một số lâm tặc lợi dụng để nó hoạt động. Và hiện nay thì số gỗ này chúng tôi đang có cái biện pháp để đưa về quản lý và xác minh làm rõ các cái đối tượng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là cái vụ này công an tỉnh sẽ vào cuộc mạnh mẽ, chỉ đạo công an huyện sớm khởi tố điều tra làm rõ để xử lý, đặc biệt là các cái đối tượng đầu nậu, đối tượng chủ mưu trong những cái vụ việc này thì mới có thể chấm dứt, mới có thể ngăn chặn được lâu dài. Riêng về phía ngành nông nghiệp, chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm là phải vào cuộc, phải phối hợp chặt chẽ và phải giám sát chặt chẽ địa bàn. Nếu địa bàn nào để xảy ra vi phạm thì đồng chí kiểm lâm địa bàn, đồng chí phụ trách địa bàn, kiểm lâm cơ động đều phải liên đới chịu trách nhiệm và đều xem xét để có cái hình thức xử lý kỷ luật. Hiện công an huyện Em Rắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành đo đếm, xác định chủng loại gỗ, lên phương án vận chuyển toàn bộ số gỗ còn lại ở hiện trường về trụ sở, đồng thời tích cực điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng trên.